Ngày 28 tháng 7, dự án cổ trang Niệm Vô Song đã chính thức khai máy tại Hoành Điếm. Phim có sự tham gia của Đường Yên, Lưu Học Nghĩa, Vương Hồng Nghị và Châu Khóc Vũ. Phim dự kiến quay trong vòng 4 tháng. Dù trên tài khoản Weibo, đoàn phim chưa cập nhật bất cứ thông tin nào, song trên mạng vẫn lan truyền một số hình ảnh của Đường Yên trên phim trường Niệm Vô Song được các blogger ghi lại. Rất đông khán giả tỏ ý chê bai trước tạo hình quê mùa mà stylist phối cho bà xã La Tấn. Có người thì liên tục cảm thán, không hiểu vì sao bây giờ đã là năm 2023 rồi mà vẫn còn kiểu tóc và trang phục giống hệt như những thập niên về trước đến vậy. Cầu xin các vị hãy đổi tạo hình đi, xin quỳ trước tổ đạo cụ, xin các vị hãy đổi tạo hình cho Titi của chúng tôi. Tạo hình đầu tiên có đẹp không ư? Không bằng tạo hình của Dương Mịch và Lưu Titi, kiểu tóc quá ôm vào đầu. So sánh tạo hình cổ trang của lứa tiểu hoa 85, Đường Yên thua trước một ván. Thẩm mỹ của stylist quả không giống với người thường, sao lại xấu thế chứ? Tạo hình Niệm Vô Song của Đường Yên thật quá quê mùa, không phải là fan cũng cảm thấy lãng phí. Ảnh từ 2 đến 4 là tạo hình nhờ AI, đẹp vậy cơ mà. Dự án cổ trang mới Niệm Vô Song của Đường Yên hôm qua vừa khai máy, tạo hình bị lộ hôm nay đã gây ra sự tranh luận dữ dội giữa các fan. Người hâm mộ cho rằng Đường Yên lâu như vậy mới nhận một bộ phim, đoàn đội hoàn toàn không để tâm, tổng thể khiến người ta có cảm giác vô cùng xấu xí, quê mùa, chẳng có chút tiên khí nào cả. Niệm Vô Song đánh dấu màn tái xuất của Đường Yên sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ kể từ Yến Vân Đài. Theo tiết lộ, phim thuộc hạng mục tiên hiệp cấp S của IGE, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của Thập Tứ Lang. Chưa hết buồn vì bị chê tạo hình xấu, ngày 31 tháng 7, fan club của Đường Yên thông báo chính thức tạm dừng hoạt động để thay đổi bộ máy nhân sự. Tạm thời tài khoản Weibo của fan club sẽ do văn phòng làm việc của nữ diễn viên tiếp quản. Được biết sau khi sinh con, Đường Yên gần như rút khỏi giới giải trí, khiến người hâm mộ thường xuyên lên mạng kêu gọi cô quay trở lại giới giải trí để họ có cơ hội gặp lại nữ thần. Người đứng đầu fan club nhân cơ hội này đã xúi giục người hâm mộ tiến hành tuyên truyền phiến diện về Đường Yên, gây tổn hại đến hình ảnh của nữ diễn viên. Do cách quản lý fan club của người đứng đầu không tốt, dẫn tới sự bất mãn và phản đối của một số fan trung thành. Những người này đã đồng loạt kêu gọi Đường Yên và văn phòng làm việc đứng ra quản lý để fan club hoạt động hiệu quả. Hiện fan club của Đường Yên có hơn 3 triệu người theo dõi.